chỉ huy Ukraine chỉ ra điểm yếu chí mạng trong chiến thuật đào tạo của NATO. Nga tuyên bố hai phương tiện không người lái của Ukraine bị phá hủy ở Biển Đen. Ukraine bắn hàng nghìn viên đạn pháo mỗi ngày khiến Mỹ chật vật sản xuất để đáp ứng. Công bố kết quả cuộc khảo sát mới về mức tín nhiệm đối với Tổng thống Nga Putin. Xin kính chào quý vị khán giả, Minh Huyền rất hân hạnh được gửi tới quý vị những thông tin nóng nhất, mới nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Mời quý vị khán giả cùng theo dõi những nội dung chi tiết ngay sau đây. Sau 3 tháng tiến hành cuộc phản công lớn, Ukraine hiện tại mới chỉ đạt được một chút thành quả nhỏ trên chiến trường. Để có thể lật ngược thế trận trước quân đội Nga hùng mạnh, Ukraine cần phải nỗ lực hơn nữa để đạt được những bước tiến mới. Một trong những điều khiến cuộc phản công của Ukraine không đạt được kết quả như mong đợi, có thể là do chiến thuật đào tạo của NATO không phù hợp với thực tế trên chiến trường. Mới đây, chỉ huy lực lượng đặc biệt ở Trung đoàn 78 của Ukraine có biệt danh là Suleiman đã nói với Financial Times rằng ông có thể đã thiệt mạng trên chiến trường nếu làm theo chính sách những chỉ dẫn trong chương trình huấn luyện từ phương Tây. Trước đó, Suleiman từng trải qua các khóa đào tạo từ các quân nhân Anh, Mỹ và Ba Lan. Đây là nỗ lực của phương Tây nhằm huấn luyện hàng nghìn binh sĩ Ukraine nhằm đối phó với lực lượng Nga trong cuộc chiến kéo dài gần 19 tháng qua. Tuy nhiên, một số binh sĩ thừa nhận những chiến thuật và nguyên tắc họ học được từ phía NATO thường không thích hợp để thực hiện trên chiến trường. Ông Suleiman nói, nếu tôi chỉ làm theo những gì quân đội phương Tây dạy, tôi sẽ thiệt mạng. Trong quá trình huấn luyện, Suleiman cho biết đã được đưa ra một số lời khuyên nhưng cũng có những lời khuyên không tốt. Ví dụ như cách xử lý các chiến hào của đối phương, ông nói, Tôi đã nói với các sĩ quan huấn luyện NATO rằng cách đánh như vậy sẽ khiến chúng tôi thiệt mạng. Suleiman không phải là binh sĩ Ukraine duy nhất cho rằng chương trình huấn luyện của NATO không phù hợp hoàn toàn với thực tế chiến trường. Tháng trước, một trung sĩ tình báo cấp cao trong lữ đoàn cơ giới số 41, người có biệt danh là Dashman, cũng thừa nhận: "Tôi không muốn nói bất cứ điều gì chống lại các đối tác của chúng tôi, nhưng họ không hiểu rõ hoàn cảnh và cách chiến đấu của chúng tôi. Các binh sĩ Ukraine cho rằng." Những người hướng dẫn họ chưa bao giờ tham gia một cuộc chiến nào giống như xung đột Nga-Ukraine. Cuộc đụng độ đầu tiên giữa hai nền quân đội được trang bị vũ khí hạng nặng trong nhiều thập niên vừa qua. Hầu hết, các lực lượng phương Tây đều trải qua những cuộc xung đột quy mô nhỏ hơn như ở Iraq và Afghanistan, nơi phía của họ có lợi thế to lớn về tài nguyên và công nghệ vượt trội hơn nhiều. Binh sĩ Dutchman thừa nhận, Chúng tôi cần mọi người hiểu cách xử lý chiến hào, tiến vào chiến hào một cách hiệu quả, cách ném lựu đạn hiệu quả, cách không mặc bẫy. Hiểu loại lựu đạn mà người Nga ném về cơ bản là để hiểu đối phương. Tờ New York Times cho biết, trong một số trường hợp, Ukraine đã quyết định thay đổi chiến thuật của họ đã được học trong khóa huấn luyện vì nó tỏ ra không hiệu quả trong cuộc phản công. Hồi đầu tháng này, một báo cáo do Viện Dịch vụ Thống nhất Hoàng gia Rusi có trụ sở tại Anh công bố đã khuyến nghị các quốc gia phương Tây nên ngừng đào tạo người Ukraine trở thành sĩ quan kiểu NATO. Rusi cảnh báo các hoạt động huấn luyện nên bám sát vào các đặc điểm trên chiến trường mà người Ukraina đang chiến đấu. Thay vì tuân theo các tiêu chuẩn của NATO, nếu việc huấn luyện diễn ra một cách lý thuyết, nó có thể làm tăng nguy cơ xảy ra sự cố khi chiến đấu trực tiếp. Ví dụ, Russia chỉ ra rằng NATO đang huấn luyện binh sĩ Ukraina cách áp đảo bằng hỏa lực. Tuy nhiên, kỳ ép khó thực hiện điều này vì tiềm lực của Nga vượt trội hơn hẳn. Chính vì vậy, hoạt động huấn luyện đang không bám sát với thực tế trên chiến trường. Trong khi đó, ngày 15 tháng 9 Tờ Financial Times dẫn lời các nhà phân tích quân sự phương Tây và binh sĩ Ukraine tiết lộ rằng công tác huấn luyện binh sĩ Ukraine do Mỹ và các đồng minh ở châu Âu tiến hành đã không trang bị một cách chu đáo cho các lực lượng của Kiev trước những tình huống mà họ phải đối mặt trong chiến dịch phản công mùa hè. FT đưa tin quân đội Ukraine đến nay chưa đạt được bước đột phá mang tính quyết định như mong muốn. Đồng thời nhấn mạnh, một số quan chức phương Tây cho rằng Kiev đã không tận dụng được những cơ hội do hoạt động viện trợ quân sự khổng lồ của phương Tây vào thời điểm có thể có được sự hỗ trợ chính trị cao nhất. Một số quan chức Mỹ từng phàn nàn rằng quân đội Ukraine đã thất bại trong quá trình huấn luyện để thành thạo kỹ năng tác chiến hiện đại kết hợp bộ binh cơ giới, pháo binh và phòng không. Theo đánh giá tổn thất của FT, chỉ tính riêng vào cuối tháng 5 và đầu tháng 6, tổn thất đối với Ukraine tương đương gần 1 phần 5 số trang thiết bị mà Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO cung cấp cho cuộc phản công. Những thất bại như vậy buộc Kiev phải thay đổi chiến thuật và quay trở lại cách tiếp cận tiêu hào. Giới phân tích cho rằng quá trình huấn luyện của phương Tây dành cho quân đội Ukraine dường như quá ngắn và cũng kém thích nghi với điều kiện thực tế mà các binh sĩ của nước này phải đối mặt khi xung đột với lực lượng Nga. Trong bản báo cáo được công bố hồi đầu tháng 9, các nhà phân tích quân sự nhận định hiểu biết nghèo nàn về phương pháp tác chiến của quân đội Ukraine và về môi trường hoạt động nói chung có thể dẫn đến những kỳ vọng sai lầm, lời khuyên sai lầm và chỉ trích không công bằng trong giới quan chức phương Tây. Về phần mình, các quan chức Mỹ đã đặt câu hỏi về quyết định của Kiev trong việc huy động quân đội giàu kinh nghiệm và hoạt động phòng thủ vô ích tại thành phố Chí lược Bắc Mốt ở vùng Donbass, nơi đã bị lực lượng Nga chiếm giữ hồi tháng 5 vừa qua sau trận chiến kéo dài nhiều tháng. Giới phân tích đánh giá lực lượng Nga tiếp tục học hỏi từ đối phương và điều chỉnh chiến thuật. Ngoài ra, quân đội Nga vẫn có lợi thế khi tham chiến bằng máy bay không người lái UAV. Vì loại UAV tự xa làn Z3 của Nga có khả năng tự động theo dõi mục tiêu và trở thành mối đe dọa đặc biệt mà lực lượng Ukraine không thể sánh được. Bài phân tích của FT kết luận trong hoàn cảnh hiện tại, thành công của quân đội Ukraine tốt nhất nên diễn tiến từng bước. Và Kiev sẽ tiếp tục phụ thuộc vào các đồng minh phương Tây, từ đó tăng cường sản xuất đạn dược và các thiết bị khác để duy trì một cuộc chiến tiêu hào. Ngày 15 tháng 9, Bộ Quốc phòng Nga đã có báo cáo tiến độ hoạt động quân sự của Nga tại Ukraine. Trên hướng Donetsk, các đơn vị từ nhóm lực lượng phía Nam của Nga phối hợp chặt chẽ với hàng không và pháo binh đã đẩy lùi bốn cuộc tấn công của các nhóm tấn công lực lượng vũ trang Ukraine, AFU, Gankalechievka và Majok, Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng, DPR. Tổn thất của AFU ở hướng trên lên tới 275 lính Ukraine, 4 xe chiến đấu bọc thép, 4 phương tiện cơ giới, 3 khẩu pháo M-77 do Mỹ sản xuất, 1 khẩu pháo Kozhodnikov, một kho đạn của lữ đoàn cơ giới số 110 thuộc AFU đã bị tấn công gần Abdiyevka. Theo hướng Zaporizhia, các đơn vị Nga được hỗ trợ bởi hệ thống hàng không lục quân, pháo binh và súng phun lửa hạng nặng đã đẩy lùi hai cuộc tấn công của lữ đoàn cơ giới 47 AFU gần Zapotino, vùng Zaporizhia. Một cụm nhân lực và trang bị của lữ đoàn xung kích đường không số 80 AFU đã bị vô hiệu hóa gần Verbovoi vùng Zaporizhia. Hơn 145 binh sĩ Ukraine và 3 phương tiện cơ giới đã bị tiêu diệt ở hướng trên. Trong cuộc chiến phản pháo, hai pháo M77 do Mỹ sản xuất, một khẩu FH-70 do Anh sản xuất, ba khẩu pháo D-30 và một khẩu pháo D-20 đã bị phá hủy theo hướng Koras Diliman. Các hành động phối hợp từ lực lượng Tsen của Nga với các cuộc tấn công của không quân và hỏa lực pháo binh đã đẩy lùi hai cuộc tấn công của các nhóm xung kích thuộc Lữ đoàn Cơ giới số 63 của AFU gần Toskoi, DPR. Ở hướng này, Ukraine mất 55 lính Ukraine, một xe tăng, hai xe chiến đấu bọc thép và một khẩu pháo D-20. Ở hướng Nam Donetsk, các đơn vị từ lực lượng Vostok của Nga đẩy lùi một cuộc tấn công của AFU gần Novomyskoi, DPR. Hàng không và pháo binh Nga đã gây ra tổn thất cho lữ đoàn cơ giới số 72 của AFU gần Vladimirovka, TPR. Tổng thiệt hại của AFU ở hướng trên lên tới 175 quân Ukraine, hai xe chiến đấu bọc thép, 4 xe cơ giới, hai pháo D-30 và một pháo D-20. Theo hướng của Piang, hàng không và pháo binh từ nhóm lực lượng Sapa của Nga đã giao chiến với các đơn vị của AFU gần Sinkova, Perestovroi và Kristlovka, vùng Kharkov, ở hướng này, 20 quân nhân Ukraine, hai phương tiện cơ giới, một hệ thống pháo tự hành M109 Vladin, một hệ thống pháo tự hành Grosika, một hệ thống pháo binh m 777 và một trạm radar AN PTQ48 do Mỹ sản xuất đã bị vô hiệu hóa. Một kho đạn dược của lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 103 AFU đã bị phá hủy gần Kislovka. Theo hướng Kaysern, Ukraine mất 75 lính, 4 phương tiện cơ giới và hai pháo tự hành Acacia đã bị vô hiệu hóa. Một kho đạn của Lữ đoàn Phòng thủ lãnh thổ số 124 đã bị vô hiệu hóa gần Antonovka. Trong 24 giờ, hạm đội Biển Đen đã phát hiện và tiêu diệt hai phương tiện bán chìm không người lái AFU ở khu vực phía tây nam Biển Đen. Các lực lượng Nga đã tấn công nhân lực và trang thiết bị của AFU tại 137 khu vực trong ngày một trạm liên lạc của lữ đoàn tấn công đường không số 79 của AFU cũng bị tấn công gần Novo Mikhailovka, DPR. Một Sada D-18 dùng để phát hiện và theo dõi các mục tiêu trên không của Ukraine đã bị phá hủy gần Novoloso và Toka vùng Dnipro -Petrov. Lực lượng phòng không Nga đã đánh chặn 3 quả đạn phóng từ hệ thống HIMA. 41 UAV Ukraine đã bắn hạ gần Malorizan Stavro. Cộng hòa, nhân dân lù tự xưng, Novoan, Dripka, Atimov, Golovka, DPR, Kamenka, Donetrov, Skye, Pologi và Tokmak, vùng Zaporizhia. Theo trang Pravda, Tổng thống tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, trong ngày 14 tháng 9, phía Nga mất thêm 470 quân, 13 xe tăng, 4 xe chiến đấu bọc thép, 28 hệ thống pháo, 5 hệ thống phóng loạt, 4 hệ thống phòng không, 17 UAV, 34 phương tiện chở nhiên liệu. Từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine, Mỹ đã gửi cho Kiev hàng triệu quả đạn để chiến đấu. Tuy nhiên, với nhu cầu sử dụng đạn pháo ngày càng cao của Ukraine, thì Mỹ lại càng phải nỗ lực sản xuất để đáp ứng. Ngày 15 tháng 9, quan chức đứng đầu cơ quan mua sắm vũ khí của Lầu Năm Góc, ông Bin Laplan cho biết, Mỹ có kế hoạch tăng sản lượng đạn pháo 155mm hàng tháng trong những năm tới lên 100.000 quả bắt đầu từ năm 2025. Phát biểu tại một hội thảo, Ông Pinla Pla nói, chúng tôi sẽ đạt sản lượng 100.000 quả đạn mỗi tháng vào năm 2025. Chúng tôi đã đạt mức 14.000 quả đạn trên tháng cách đây 6 năm hoặc 8 tháng và hiện đang ở mức 28.000 quả trên một tháng. Nhu cầu về đạn pháo 155 mm đã tăng vọt sau khi cuộc xung đột Nga ukraine bùng nổ hồi tháng 2 năm ngoái. Tuy nhiên, nguồn cung quốc phòng của các đồng minh đã cạn kiệt khi các nước dọc sức tiếp tế đạn dược cho Kiev trong bối cảnh quân đội nước này bắn hàng nghìn viên đạn pháo mỗi ngày. Theo New York Times ước tính, Ukraine mất số vũ khí do Mỹ cung cấp trị giá gần 10 tỷ đô la Mỹ chỉ trong hai tuần phản công đầu tiên. Từ khi xung đột nga ukraina nổ ra, Mỹ đã cung cấp cho Kiev hơn 47 tỷ đô la Mỹ viện trợ quân sự, bao gồm các loại vũ khí và phương tiện mạnh nhất và đắt tiền nhất như xe tăng chiến đấu M1 Abram, hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot và hệ thống phóng lửa Hima. Tính đến cuối tháng 7, Mỹ cũng đã chuyển xa khoảng một nửa trong số 190 chiếc Bradley, như đã hứa cho các đơn vị tác chiến ở Ukraine. Trước đó, ngày 12 tháng 9, Fox News trích dẫn tài liệu của văn phòng quản lý và ngân sách nhà trắng cho biết, đến nay tổng số tiền mà Mỹ viện trợ cho Ukraine ở mức 110,97 tỷ đô la Mỹ kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine. Tài liệu này được chuẩn bị để trả lời yêu cầu của nhóm thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa gửi nhà trắng vào hồi đầu năm nay. Tài liệu chứa thông tin về tổng số khoản viện trợ quân sự, tài chính và nhân đạo của Mỹ cung cấp cho chính phủ Ukraine. Theo nội dung tài liệu, trong tổng số 110,97 tỷ đô la Mỹ, khoảng 101,19 tỷ đô la Mỹ đã được Văn phòng Quản lý và Ngân sách Nhà Trắng giải ngân. Trong khi đó, Nga nhiều lần cáo buộc Mỹ và đồng minh tìm cách cố tình kéo dài cuộc xung đột, cảnh báo phương Tây không cung cấp vũ khí cho Ukraine, đồng thời nhấn mạnh điều này sẽ chỉ làm leo thang xung đột và gây thương vong không đáng có mà không thay đổi được cục diện chiến sự. Mới đây, Trung tâm nghiên cứu ý kiến công chúng Nga đã công bố kết quả cuộc khảo sát mới về mức tín nhiệm đối với Tổng thống Nga Putin. Theo cuộc khảo sát được tiến hành với 1.600 người trưởng thành ở Nga từ 4 đến 10 tháng 9, mức độ tin tưởng của họ đối với Tổng thống Putin tăng thêm 0,6% lên 77,7% trong tuần qua. Cuộc thăm dò cho biết, khi được hỏi liệu họ có tin tưởng ông Putin hay không, 77,7% số người được hỏi khẳng định có, tăng 0,6%, trong khi tỷ lệ tán thành công việc của Tổng thống tăng 0,4% lên 74%. Ngoài ra, 48,2% số người được hỏi giảm 1,2% tán thành công việc của chính phủ Nga, 51,5% tăng 0,5% tán thành những nỗ lực của Thủ tướng Mikhail Misustin, 61,2% số người được hỏi cho biết họ tin tưởng ông Misustin tăng 0,7%. Những người tham gia khảo sát cũng thể hiện mức tín nhiệm của họ đối với lãnh đạo các đảng trong quốc hội. Theo đó, mức tín nhiệm lãnh đạo Gennady Yuganov của CPRF, Đảng Cộng sản Liên bang Nga là 32,9%, giảm 0,7%. Lãnh đạo Sergei Mironov của Đảng Asia-Russia Forchert nhận được mức tín nhiệm 28,7%, giảm 0,3%. Lãnh đạo Leonid Lusky của LDPR, Đảng Dân chủ Tự do Nga nhận được mức tín nhiệm 14,7%, giảm 1%. Và lãnh đạo Alexei Nechayev của Đảng Những Người Mới nhận được mức tín nhiệm 8,9%, tăng 2,3%. Đảng nước Nga thống nhất cầm quyền được 38%, số người được hỏi ủng hộ tăng 0,4%. CPRF được mức tín nhiệm 10,5%, giảm 0,6 điểm. LDPR có 9,1% mức tín nhiệm, giảm 0,5 điểm. Trong khi Erzut Russell Fortress được 5%, giảm 0,1%. Và đảng những người mới nhận được mức tín nhiệm 5%, tăng 0,6%. Cuộc chiến Nga-Ukraine đã diễn ra 19 tháng. Phần lớn người Ukraine tị nạn ở châu Âu đều rất nhớ nhà, dù gặp không ít các rào cản, nhưng họ cũng đã nhận được nhiều sự giúp đỡ từ người dân và chính phủ các nước. Theo Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn, hơn 8 triệu người tị nạn Ukraine, chiếm khoảng 18% dân số của nước này, đã đi sang các nước châu Âu kể từ khi xung đột nổ ra vào tháng 2 năm ngoái. Lượng lớn người tị nạn Ukraine đổ sang các nước châu Âu trong thời gian ngắn đã đặt ra không ít khó khăn cho các quốc gia này. Bên cạnh đó, bản thân những người tị nạn cũng gặp nhiều rào cản về mặt ngôn ngữ, văn hóa. Giữa những khó khăn bùa vây, nhiều người Ukraine tha hương đã nhận được những trợ giúp nhờ vào chính sách của các nước và lòng tốt của người dân bản địa. Theo một cuộc khảo sát của Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn với 17.750 người tị nạn Ukraine, 15% người được hỏi sẵn sàng trở về nước để gặp người thân. Cũng theo nghiên cứu này, đại đa số thường dân chạy trốn xung đột là phụ nữ trên 35 tuổi có con nhỏ. Ngoài ra, trong một cuộc khảo sát khác do cơ quan về quyền cơ bản của EU, FRA thực hiện với hơn 14.600 người Ukraine ở 10 nước châu Âu, 61% người được hỏi cho biết họ cảm thấy lạc quan về tương lai kể từ khi đến các nước châu Âu khác. Tuy nhiên, theo tờ Politico, chỉ 1 phần 3 trong số những người tham gia khảo sát tìm được việc làm có lương và chỉ 1 phần 3 số người được hỏi cho biết họ muốn quay về quê hương. Bà Lan và Đức là những quốc gia đón nhiều người tị nạn từ Ukraine nhất. Đài Euronews cho biết hơn một triệu người Ukraine đã đến tị nạn ở Đức kể từ khi xung đột nổ ra. Mặc dù chính phủ Đức đã đề ra các biện pháp hỗ trợ người tị nạn, nhưng tình trạng thiếu nhà ở, đặc biệt là ở các thành phố lớn như Berlin, vẫn là vấn đề nan dài với nhà chức trách nước này. Tuy nhiên, theo tổ chức Vice, tổ chức chuyên hỗ trợ người tị nạn Ukraine có trụ sở tại Berlin, những người tị nạn còn đang phải đối mặt nhiều vấn đề khác. Người phát ngôn của Vice, bà Maria Labe cho biết, người tị nạn Ukraine gặp khó khăn khi tìm việc làm, trường học và nhà trẻ. Nếu không có nhà trẻ thì các bà mẹ không thể tham gia các khóa học hòa nhập và các khóa học ngôn ngữ. Do đó họ gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm. Theo một cuộc khảo sát của tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD, khoảng 60% người Ukraine tị nạn ở Đức coi ngôn ngữ là thách thức lớn nhất trong việc hòa nhập môi trường mới. Phần lớn người tị nạn Ukraine có trình độ học vấn cao, nhưng hầu hết cũng là phụ nữ, họ thường có con nhỏ nên gặp khó khăn trong việc cân bằng giữa gia đình và công việc. Nhiều người Ukraine cho biết, những việc đơn giản như mở tài khoản ngân hàng cũng là một thách thức. Điều này được cho là do nhiều người trong số họ không có giấy tờ tùy thân và giấy tờ chứng minh khả năng thanh toán nợ. Theo trang The Conversation, hơn 8 triệu người tị nạn Ukraine đã đến lãnh thổ Ba Lan kể từ tháng 2 năm ngoái. Đến cuối tháng 2 năm nay, khoảng 1,5 triệu người trong số này vẫn còn ở lại Ba Lan. Theo trang tin Eurectip, do tiếp nhận số lượng người tị nạn Ukraine lớn, Ba Lan đã nhận được 123 triệu euro từ Quỹ tị nạn, di cư và hội nhập AMIF của EU. Viện Kinh tế Ba Lan cho biết, công dân nước này đã cung cấp khoảng 1 tỷ đô la Mỹ tiền trợ giúp cho người tị nạn Ukraine. Chính phủ Ba Lan ước tính các hộ gia đình đã cho khoảng 1,6 triệu người tị nạn Ukraine ở nhờ kể từ khi xung đột nổ ra. Hồi tháng 3 năm ngoái, chính phủ Ba Lan đã thông qua đạo luật về viện trợ cho công dân Ukraine. Theo đó, đạo luật mang lại cho những người tị nạn Ukraine nhiều quyền lợi, bao gồm quyền được sống ở Ba Lan, làm việc hợp pháp và được chăm sóc sức khỏe miễn phí. Hơn 200.000 trẻ em Ukraine được theo học tại các trường học của Ba Lan, Đến tháng 5 năm 2022, khoảng 5.700 người Ukraine đã nộp đơn vào các trường đại học Ba Lan. Các trường này đã cam kết cung cấp hỗ trợ tài chính, miễn học phí cho những sinh viên trúng tuyển. Tại Cộng hòa Séc, những người tị nạn Ukraine đã nhanh chóng hòa nhập với xã hội và người dân bản địa. Theo đài DW, hàng trăm nghìn công dân Séc sẵn sàng dành thời gian dành của mình để giúp người Ukraine hòa nhập với cuộc sống mới. Cô Teresa Matonova là một trong những tình nguyện viên như vậy. Cô Matonova tổ chức một lớp học ngôn ngữ và kiến thức cơ bản về Séc cho những người tị nạn Ukraine. Các buổi học của cô tập trung vào vấn đề nhà ở và tìm việc làm ở Séc. Một giáo viên có kinh nghiệm khác cũng được phân công dạy ngôn ngữ cho những người tị nạn. Nhờ có những tình nguyện viên như cô Matonova, Séc đã có thể kiểm soát được dòng người tị nạn lớn nhất trong lịch sử của mình. kể từ khi xung đột ở Ukraine nổ ra, Séc đã cung cấp nơi ở tạm thời cho gần 500.000 người tị nạn. Trong đó hơn 100.000 người Ukraina đã tìm được việc làm tại Séc và 90% trẻ em tị nạn người Ukraina, khoảng 50.000 em đang được theo học tại các trường học của nước này. Số trẻ này hiện chiếm khoảng 5% dân số trẻ em của Séc. Theo Bộ Tài chính Séc, tổng chi tiêu cho người tị nạn Ukraina cho đến đầu năm nay là 28,5 tỷ corona Séc, tương đương khoảng 1,27 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, những người tị nạn Ukraina có đóng góp cho Séc. Theo DW, chính phủ Séc đã thu được khoảng 350 triệu euro tiền thuế từ những người lao động Ukraina.